Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 15 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, Trung Quốc lũ lụt gây vỡ nhiều đập, nhiều con đập khác bị đe dọa, bão số 6 đổ bộ, gió giật cấp 17. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang hứng đợt mưa lớn nhất trong 61 năm qua, gây lũ lụt diện rộng dẫn đến nhiều thiệt hại về người và của. Đợt mưa lớn đã gây vỡ một loạt đập chứa nước ở quốc gia này. Theo đài CGMT của Trung Quốc, vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương, đập Gojiawe nằm gần thành phố Cẩm Châu, tỉnh Giang Tây đã bị vỡ. Trước đó, hai con đập ở thành phố Tân Giang của khu vực châu tự trị A3 Tứ Xuyên, Trung Quốc cũng đã bị vỡ, khiến cho 23.600 ha đất nông nghiệp bị nhấn chìm và nhiều cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực bị hư hại. Hãng tin Reuters đưa tin, sáng ngày 15 tháng 7, một nhà máy điện phân môn ở thành phố Đăng Phong, tỉnh Giang Tây đã phát nổ khi bị nước lũ tràn vào. Cùng ngày, quân đội Trung Quốc cảnh báo rằng đập Yehetan tại thành phố Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vì bị hư hại nghiêm trọng sau trận mưa lớn, hãng tin AFP đưa tin. Đập Yehetan đã xuất hiện một vết nứt dài 20 mét, bờ sông đã bị hư hại nghiêm trọng và con đập có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, quân đội Trung Quốc cho biết. Theo AFP, lũ lụt là hiện tượng thường xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Song việc xây dựng nhiều đập chứa trong những thập niên qua đã khiến mối đe dọa do lũ gây ra ở quốc gia này trở nên tồi tệ hơn. Theo tờ Tân Hoa Xã, có ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 100.000 người dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải sơ tán. Các nhà chức trách đã đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Giang Tây và hủy bỏ hàng trăm chuyến bay. Cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam mô tả các cơn mưa lớn gần đây đã vượt qua các con số kỷ lục trong lịch sử. Trong 3 ngày liên tiếp, các khu vực ở tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa vượt quá 150mm, trong đó nhiều nơi thậm chí trên 250mm. Quan chức Trung Quốc cho biết họ đã cử binh sĩ thực hiện các ứng phó khẩn cấp và đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với tỉnh Hà Nam khi những trận mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, khiến các ga tàu điện ngầm tại Hà Nam chìm trong nước lũ và phương tiện giao thông bị cuốn trôi trên đường phố. Theo Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Trung Quốc, từ 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7, dự kiến sẽ có mưa lớn và dông ở các khu vực thuộc các tỉnh Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam. Các khu vực thuộc tỉnh Hà Nam và Hà Bắc sẽ có mưa bão với lượng mưa lên tới 280mm. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa được sử dụng để điều tiết lũ lụt, sản xuất điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển. Theo chính phủ Trung Quốc, hơn 80% trong số các hồ chứa có tuổi đời từ 4 thập niên trở lên, một số mang nhiều rủi ro. Kính thưa quý vị khán giả, nốt nhạc buồn của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc lại bắt đầu khi mưa bão kinh hoàng bất ngờ ập tới vào 14 giờ chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương, với sức gió mạnh khủng khiếp chưa từng thấy, lên tới 199 km/h, nhấn chìm toàn thành phố vào bóng tối trong giờ cao điểm và khiến hàng ngàn người khiếp đảm tháo chạy. Theo đó, nhiệt độ nhanh chóng giảm từ 30 độ C xuống còn 18 độ C. Theo hình ảnh và video trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, tuy bầu trời đang là 14 giờ chiều, nhưng tất cả tòa nhà, đèn giao thông đều đồng loạt được bật lên, cùng với đó là những tia sấm sét thi nhau chớp giật liên hồi. Ngay cả các phương tiện lưu thông trên đường phải bật đèn pha như đi trong trời tối. Những đoạn clip được người dân từ trong nhà mình quay lại càng khiến cho cư dân mạng rùng mình vì gió quá mạnh khiến nhiều vật thể lạ bay tứ tung lên trời, làm cảnh tượng lúc đó thêm rùng mình và kinh dị. Một quan chức Bắc Kinh cho biết, khoảng 10 phút chớp giật của sóng và gió bão thì hệ thống điện lưới quốc gia cho khoảng 50.000 ngôi nhà bị cắt đột ngột. Các cửa sổ bị đập vỡ và nhiều trạm thu phát sóng bị gió lớn giật đổ kinh hoàng. Cũng theo giới chức địa phương, gần 700 nhân viên cứu hộ được huy động trong vòng 1 giờ để thực hiện công tác cứu nạn. Con số thương vong ban đầu theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết thì đã có 28 người đã thiệt mạng. Trong khi hãng tin quốc tế thông báo có đến 117 người. Một số trường hợp tử vong là do bị các vật thể lạ đè trúng hoặc cây xanh bật gốc trúng người. Theo video, một người phụ nữ vừa chạy vào trung tâm thương mại ở Bắc Kinh vừa nói với phóng viên, cảnh tượng giống như bộ phim trên màn ảnh về ngày tận thế. Một người đàn ông khác lo ngại, tôi chưa bao giờ thấy một cơn bão tồi tệ như vậy, và lo sợ đó là một điểm báo trước điều không hay xảy ra.
nhân viên dự báo thời tiết quốc gia cho biết, thời tiết xấu sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 6 và những tháng tiếp theo sau đó vẫn là một ẩn số. Vì mùa mưa lũ tại Trung Quốc thật sự chỉ mới bắt đầu từ tháng 6 cho đến tháng 10, tuy hiện tượng này không còn là điều gì quá xa lạ ở đất nước Trung Quốc. Nhưng mỗi lần xuất hiện kéo theo những hiện tượng kinh hoàng khác như mưa to, gió mạnh, sấm chớp đùng đùng, thì nhiều người đã tỏ ra lo ngại, không hiểu hiện tượng bất thường này là gì khi mà không phải nhật thực hay có điểm báo nào sắp xảy ra. Để giải thích cho hiện tượng này thì ông Miu Su, chuyên gia công tác tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường Bắc Kinh đã có câu trả lời cho vấn đề này. Theo vị chuyên gia thì biểu hiện của hiện tượng này có thể nhận xét rằng đó là một trong những hiện tượng thời tiết đặc biệt của rông. Ông Alexander, tiến sĩ khoa học địa lý Liên Xô cũ, có hai loại mưa rông là rông khói không khí và rông vòi rồng. Rông khói không khí có liên quan chặt chẽ với đối lưu tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện mây rông. Ngoài ra, khu vực các tỉnh phía Đông Bắc và phía Nam Trung Quốc nằm trong khu vực hội tụ trong đới gió Tây trên cao. Và trong trường hợp này, thì việc xuất hiện đám mây dày đặc trên cao đã làm cho ánh sáng bị che khuất và đã xảy ra hiện tượng trời tối đen như vậy. Ở Trung Quốc vào mùa hè, thường thấy mỗi khi rông xuất hiện đều có sự xuất hiện của sấm chớp. Tuy nhiên, chớp trong cơn rông xuất hiện trong trường hợp nếu giữa mây và mặt đất hay giữa những phần khác nhau của đám mây hình thành một thế hệ lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng ta có thể thấy ở đây không có sấm chớp là do điều kiện hình thành của chúng chưa có. Thực tế thì các địa phương nói trên cùng với trời tối đen thì sau đó xảy ra mưa vừa cho đến mưa to. Chỉ có điều khác ở chỗ rông là hiện tượng thời tiết thường xảy ra vào mùa hè và có kèm sấm chớp, có thể do tích điện chưa đủ để hình thành sấm chớp như hiện tượng ở Trung Quốc là một điều tồi tệ. Liên quan đến cơn bão bất ngờ lần này thì mưa to khiến lũ lụt liên tục ập về, khiến thành phố Bắc Kinh và các vùng lân cận tăng mức độ cảnh báo, nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống 4 cấp. Mưa lớn xối xả dồn dập đổ xuống Bắc Kinh trong 2 ngày qua với lượng mưa tối đa đạt quá 260mm, khiến cho nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước vượt quá mức cảnh báo ở một số nơi. Theo dự báo, thì cơn mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Trước tình hình hiện tại, thì cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc ngày hôm qua thông báo nâng mức độ ứng phó khẩn cấp lũ lụt và thoát nước lên mức cao thứ 2. Những đợt mưa lớn gây lũ lụt tàn phá một phần rộng lớn ở Trung Quốc gây ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Một số khu vực cấp tỉnh bao gồm Hồ Bắc, An Huy và Hồ Nam hai ngày nay đã tăng mức độ ứng phó với lũ lụt vì mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục và mực nước ở các sông trên địa bàn tiếp tục gia tăng. Số liệu thống kê vừa công bố ngày hôm nay trên trang thông tin chính thức của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho thấy, 5 tháng đầu năm 2023, gần 20 triệu người ở nước này đã bị ảnh hưởng bởi các loại thiên tai. 2.710 người thiệt mạng và mất tích, 900.000 lượt người phải di rời khẩn cấp. Theo phân tích của các cơ quan chức năng Trung Quốc, nửa đầu năm nay, lũ lụt, mưa đá, dông lốc, bão nhiệt đới và các loại thiên tai, địa chất là những loại hình thiên tai chính xảy ra ở nước này. Bên cạnh thiệt hại về người còn có hơn 800.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng, gần 63 triệu hecta hoa màu bị tàn phá, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 81 tỷ nhân dân tệ. Mưa lớn và lũ lụt đã gây ra nhiều đợt sạt lở, vỡ hồ đập chứa nước, hàng nghìn nhà cửa, vườn tược của người dân bị nước cuốn đi. Truyền thông Trung Quốc cho biết, việc phải tập trung chống lại đại dịch COVID-19 đã khiến hoạt động chuẩn bị ứng phó với mưa lũ bị ảnh hưởng nặng nề. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan thì trực thăng chữa cháy lao xuống hồ, 4 người thiệt mạng. Vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng ngày 14 tháng 7, một chiếc trực thăng chữa cháy đã bị lao xuống hồ Dĩ Hải ở thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đến sáng ngày 15 tháng 7, chính quyền địa phương thông báo cả 4 thành viên trên chiếc máy bay đều đã thiệt mạng. Vào lúc 4 giờ 46 phút chiều cùng ngày, chính quyền thành phố Đại Lý thông báo rằng trong chiếc trực thăng bị rơi xuống hồ Dĩ Hải có 4 thành viên, trong đó có 2 người được tìm thấy lần lượt vào lúc 11 giờ 40 phút và 15 giờ 15 phút nhưng đều đã thiệt mạng. 2 thành viên còn lại vẫn đang được tìm kiếm. Đến 5 giờ 44 phút chiều cùng ngày, chính quyền thành phố Đại Lý cho biết 2 thành viên mất tích trước đó đã được tìm thấy vào khoảng 2 giờ 55 phút sáng và đều đã thiệt mạng. Trước đó, có thông tin lan truyền Internet cho thấy một chiếc máy bay trực thăng chữa cháy ở thành phố Đại Lý đã rơi xuống hồ Vĩ Hải và chưa rõ thương vong. Đến trưa cùng ngày, chính quyền thành phố Đại Lý thông báo rằng vào lúc 10 giờ 20 phút, một chiếc trực thăng đã rơi xuống hồ Dĩ Hải trong quá trình lấy nước để dập đám cháy ở rừng Đại Sa Bá, thôn Loan Kiều, thị trấn Loan Kiều, thành phố Đại Lý. Trong đoạn video do người dân cung cấp cho thấy, chiếc trực thăng bất ngờ bị mất thăng bằng và rơi vào trạng thái xoắn ốc.
khi đang lấy nước từ hồ Dĩ Hải bằng rào cứu hỏa, sau đó rơi hồ khoảng 3 giây sau đó. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.